Từ cái định lý đó thì chúng ta có các hệ quả sau. Hệ quả đầu tiên, với hai số AB lớn hơn 0 và AB khác 1 thì chúng ta sẽ có logarit cơ số A của B sẽ bằng 1 trên logarit cơ số B của A. Đấy, nó là ngược lại. Logarit cơ số A của B bằng 1 trên logarit cơ số B của A. Vậy nó sẽ nghịch đảo lên và nó đảo ngược hai cái này. Cái điều này tương đương với gì nhỉ? Logarit cơ số A B của A nhân logarit cơ số A của B thì bằng 1. Đấy, các bạn lại hình dung này. Trên là A, dưới là B, trên là B, dưới là A thì chúng ta sẽ gọn đi, đúng không? Giống hệ luận thử số với mẫu số, cứ hình dung nó như thế, thực tế thì không phải, đúng không? Nhưng chúng ta có cách nhớ của chúng ta là như thế. Thì giữ gọn này đi, giữ gọn này đi thì cuối cùng là bằng 1, lại là như thế. Nào, bây giờ chúng ta sẽ chứng minh cái này thì đơn giản thôi. Nào, bây giờ chúng ta có công thức đổi cơ số là gì? Logarit cơ số A của B, chúng ta sẽ đổi bằng bằng gì? Logarit trên logarit gì nhỉ? Chúng ta thêm một cái cơ số tùy ý. Thì ở đây thầy sẽ thêm cơ số B vào. Đấy, B là số chúng ta thêm vào. Và đây B thì đưa lên và A thì đưa xuống, đúng không? Thì ở đây trên thử thì logarit cơ số B của B thì bằng 1, còn dưới bảo là logarit cơ số B của A. Đây là thứ nhất. Tiếp theo chúng ta lại có hệ quả tiếp theo. Những cái này rất là quan trọng. Cho A là một số lớn hơn 0 và A khác 1, B lớn B và alpha là những số thực lớn hơn 0, thì chúng ta sẽ có logarit cơ số A mũ alpha của B bằng 1 trên alpha logarit cơ số A của B. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh xem tại sao chúng ta lại có công thức này. Chứng minh. Chúng ta dùng cái hệ quả 1 để chúng ta chứng minh. Chúng ta sẽ có như thế này. Logarit cơ số A mũ alpha của B sẽ bằng 1 trên vậy như vậy thì chúng ta sẽ có ở đây là điều kiện thêm B cũng phải là khác 1 thì nó sẽ là cơ số A B lớn 0 và AB khác 1. Đây chỉ là alpha lớn 0 thôi. Vì là đây chúng ta sẽ dùng B làm cơ số rồi, cho nên phải thêm điều kiện B khác 1, đúng không? Bằng gì? Bằng 1 trên logarit cơ số B của A mũ alpha, đúng không? Đây chúng ta hoàn toàn áp dụng cái hệ quả trên. Và bằng gì? Chúng ta đưa alpha xuống, đúng không? Đưa alpha xuống thì bằng 1 trên alpha nhân với logarit cơ số B của A và bằng 1. Được, thể viết xuống đây. Bằng gì? 1 trên alpha nhân với 1 trên logarit cơ số B của A. Bây giờ chúng ta áp dụng một lần nữa, 1 trên logarit cơ số B của A thì bằng gì? Bằng logarit cơ số A của B, cho nên là bằng 1 trên alpha logarit cơ số A của B. Đây chính là điều phải chứng minh, đúng không? Vậy chúng ta để ý này, có khác biệt chỗ này, cần để phân biệt thế này nhé. Các bạn cần nhớ thế này. Các bạn hình dung này, logarit cơ số A của B mũ alpha thì bằng 1 bằng alpha logarit cơ số A của B. Logarit cơ số A mũ alpha của B thì bằng 1 trên alpha logarit cơ số A của B. Và ở đây B nó giống như ở trên, A ở dưới. Ở trên thì chúng ta đưa ngang ra, còn ở dưới thì chúng ta phải đưa xuống. Cho nên ở đây là alpha, còn đây là 1 trên alpha. Chúng ta có một cách so sánh như thế này để các bạn nhớ.